làm rương là ba. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải nè mọi. Nói chung là lần này thì Khải vừa mua mùi rương đầu tiếp, được Khải mở trải nghiệm nè. Ok anh em nha, mở trải nghiệm nè. 10 kim thì tốn hết 2 kim nè, đồ quả dính rồi. Ban mình đang đứng ngay thành đồ đông chia rương, mở hài não lắm, hài não lắm. Ok mở nè, áo trời, áo kim đủ sạch, áo kim này chỉ shop để nón cho nó hai dòng vải lên và cái như mình mấy thử xong sao phải đen dưới gì hai món nào hai dòng không vậy. Cánh đó này, cánh đó trả tay may mắn này. Cánh đó là mình cục thiên sơn nè. Cánh may mắn này, tiếp tục nè. Nón kim, ôi sao toàn kim không vậy. Kim thố đậu xanh. Áo kim. À đúng. Áo kim, rồi toàn áo kim rồi em ơi. Đây thành khác này, đậu xanh nhỏ này. Nhỏ này. Kiếm nón tu la họ 4-5 dòng ép nón chơi nè mày, ép nón họ nè mày. Dậy thủy chợ bằng tay mọc nón kim. Rồi mấy cái này sốt nè mày, kim nè thổ hai dòng sốt mày rồi nhanh. Áo kim và dòng sốt luôn rồi nhanh, áo kim và dòng sốt luôn rồi nhanh. Tiếp tục. Ủa sao mỗi lưng kia không có cái gì á, áo à. Mới mong một rương không có luôn nè. Ui, lét vậy. Món rương không có gì luôn nè. Áo, trời, áo thủ bố chứ. Chật chật chật. Trời, nón thủy đủ quá. Toàn rác lên em ơi. Lô. Má em toàn rác lên em ơi. Giày thủy này nữ nè, ai cần không em ơi. Ghe, đòi nam lấy nữ nè em ơi. Ai đòi gì? Cái đôi giày của em đó, đổ ở đây. Ok, đổ về Nam nè. Ừ, thành đô đông đi, đó. Ồ, má anh mở toàn rác không à. Sốp anh luôn rồi, toàn áo kim 3 dòng, nón kim 3 dòng, sốp anh luôn. Ừ, sốp luôn. Giày nữ hả? Giày nữ đổi ăn ghẹ đây. Nón nè, má nón xịt đà trắng đời. Đôi giày Nam đó, Khải lấy hả? Đôi giày Nam Khải lấy rồi. Ừ. Không lấy, đổi cho bé nó mua, bé nó chọn bé nè. Khải cái giày Nam. Cờ áo thổ, cái xài áo thổ nữa nè, đầu nhìn áo thổ nhìn ớn ngay ngần. Đầu áo thổ. Ủa, có thấy rừng, có rừng vũ khí tím mà anh. Gì mà mấy rừng có rừng vũ khí mà anh. Dạ. Đẹp thằng á. 150 rừng mới được, nó đụng nó sống ngon vậy. Hên xui mà. À, hên xui, đủ xanh hay vậy ta. Trong 150 rương đó, có thể hôm nay mở 2 rương nó vẫn ra. À, ơi, hiểu. Cái đó để em anh Tâm Thánh ơi, cái đó để em đào thổ. Không phải ép anh hai là trong vòng trong cái đứa đó nó sẽ ra. Thành đồ đông giao dịch em ơi, để anh đi ép, anh đi ép đôi giày luôn ơi. Đây, đổi đôi giày đi. Má áo thiệt sơn. Má thì vũ khí lấy giày họ thử đúng một cái giày họ có ai lái không ta. Không. Chị hỏi mấy dòng, bốn chào. Chị hỏi ít. Rồi, để ép đôi giày rồi nè. Ok. Áo thổ này. Áo thổ giày thủy được 2 món này. Một thiên ra địa rồi. Nón này bán mẹ này. Bà tay mọc ai lượm không em? Ai đổi không em? 4 dòng anh em. Đây, bao tay họ 4 dòng ở ghiền đây. Ok, nón kim chất sốt anh em, nón kim chất sốt mẹ quá, đéo ai xài đâu. Nè, nón kim nè. Bao tay mọc nam dòng này. Sốt mẹ nón kim rồi. Bao tay mọc nam dòng để cho anh Tăng đang cần. Anh cần bao tay nam nè. Thành đô. Cái ai mở được đai lưng với bao tay nào họ 4 dòng không anh em? 6 dòng, 4 dòng nhiều anh em. Giờ đó rồi. Tâm Thánh banh rồi. Có bài tây nam nào không? 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng. Có 4 dòng không em? Dây dòng nào đó? Em một tài nam luôn. Năm tháng rồi, đưa em thêm 10 rương nữa rồi. Đầu con cây rồi, cánh ớt rồi. Hết rồi hả? Đừng thôi, đợi mai em lái sau. Kìa ơi, có bao tây nữ để đó nghe kìa. Quả bao tây nữ thì ép để xài mà. Cảm ơn vậy, có bao tây nam.
Có lấy không cho thằng thú nghe sai mà. Có cái nón nam họ này anh hai có lấy không? Nón 4 vòng không em? 4 vòng mà. Đâu 4 vòng đưa ghẹ nè anh coi. Vô vô nè. Đâu nón 4 vòng đây. Anh Khải cái bò tay 1 anh Khải có xào. Rồi nón này xấu lắm ghẹ hơn. Cất đi em ơi. Hả? Dạ. Xấu mà. Đây, em cần em bước ra qua anh cho này. Dòng thành đô đông đi. Và cái nón nó xấu lắm người ơi, cho anh em nào xài bán đi thì cho đi, nón nó xấu lắm. Ừ, nón nó xấu lắm. Bao tay quả ba dòng thấy không? Có anh ơi. À bao tay quả ba dòng đây cho em anh Tâm Thánh. Em cần cho em đi. Rồi rồi. Cho đôi dược điểm đi. Ừ, đây này cho anh Win này. Đi nhân dịch em. Anh mất em luôn ấy. Em muốn làm gì em làm. Đâu anh Tâm Thánh cho em bao tay đây. Em ép phần thủ lý nè. Rồi đây. Vũ khí ra được cái gì à? Cái vũ khí thổ Sida. Đâu rồi ok. Giờ có phôi nha anh em. Khải sẽ đi ép đầu tiếng nha. Đây, bao tay này, khải ép phần thủ này. Áo khải ép phục hồi kháng băng. Giày khải ép tóc kháng hỏa. Chón. Đó. Ghê chưa? Má đoàn đồ bài giảm không?